Thưa quý vị, hành trình đi tìm nụ cười, đi tìm những thiên thần bé nhỏ mang đến tin vui cho các ông bố bà mẹ hiếm muộn là một hành trình đầy tính nhân văn. Chỉ riêng một đơn vị y tế tại đồng bằng sông Cửu Long đã có hàng ngàn em bé ra đời trong suốt 10 năm qua. Để có kết quả ấy, từ tiến bộ của thế giới mang về đến Việt Nam rồi về vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó quả thật là một nỗ lực không ngừng nghỉ. Mười năm qua, khoa hiếm muộn IVF Phương Châu đã có mặt và đồng hành cùng các cặp vợ chồng mong con tại đồng bằng sông Cửu Long với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và đã chứng kiến vô vàn những khoảnh khắc hạnh phúc. Đánh dấu bước ngoặt này, cuộc thi Khoảnh khắc hạnh phúc đang được tổ chức. Đây là hành trình của mỗi gia đình nhỏ và cũng là hành trình phát triển của công nghệ y tế đồng bằng. Khoa IVF nhận được rất nhiều bài thi từ các gia đình gửi đến đây những hình ảnh, những video về cái hình ảnh của một đứa bé khỏe mạnh, có nhiều tài năng. Đó cũng là động lực giúp cho đội ngũ y bác sĩ, chuyên viên phôi học khoa IVF cố gắng hơn nữa để mang lại nhiều tiếng cười trẻ thơ cho những gia đình hiếm muộn. Xin cảm ơn vì đã làm một phần của 10 năm IVF Phương Châu. Các gia đình có thể tham gia một trong hai hoặc cả hai phần thi, gồm sẽ chia khoảnh khắc gửi gắm yêu thương và bé khỏe bé tài năng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 450 triệu đồng. Sự kiện giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn có thể vững tin vào công nghệ hiện đại, một yếu tố cảm xúc rất cần trong việc điều trị. Hiện nay tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam có xu hướng ngày càng gia tăng. Thì ước tính chúng ta có gần 1 triệu cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh sản có vấn đề về hiếm muộn. Tuy nhiên thì đa số các cặp vợ chồng đều ngần ngại cho nên không có chủ động đi khám sớm. Nếu sau 1 năm giao hợp vợ chồng đều không sử dụng bất kỳ biện pháp ngừa thai nào mà vẫn chưa có con. Còn đối với phụ nữ trên 35 tuổi thì thời gian này giảm xuống còn 6 tháng. Không nên trì hoãn tại vì việc điều trị nó sẽ trở nên khó khăn hơn và tỷ lệ thành công thấp hơn. Với mong muốn là nơi lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của các gia đình và lan tỏa niềm tin động lực đến các cặp vợ chồng mong con khác, mỗi gia đình tham gia dự thi đều sẽ được nhận quà từ ban tổ chức và được chuyển đến tận nhà.